Xin kính chào quý khách hàng. Thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cách thức để mọi người sau khi mà sở hữu cái điểm Google Maps, Google Business thì mình sẽ phải thao tác như thế nào. Thì đây là một cái giao diện mà khi mà chúng ta sở hữu được cái địa điểm, và đây là trình quản lý Google Business. Và khi mà các bạn nhận được cái khi mà các bạn nhận được cái quyền sở hữu ấy, xác nhận là chủ sở hữu, thì các bạn sẽ vào cái email, sau đó thì các bạn bấm nút bắt đầu để xác nhận chủ sở hữu. Và lưu ý là các bạn hãy tạo cho mình một cái trình duyệt mới, chứ không mình không mở trên cái trình duyệt trước đó. Thì sau đó thì các bạn sẽ có một bước rất là quan trọng, đây là các bạn vào trong cái mục người dùng đó, và tiếp theo đó là các bạn sẽ bấm vào nút các bạn sẽ chuyển cái tài khoản của mình thành chủ sở hữu chính. Và khi chuyển mình thành chủ sở hữu chính thì cái tài khoản admin Google nó mặc định sẽ chuyển thành chủ sở hữu. Và sau đó thì có một bước rất là quan trọng, đây chúng ta sẽ là xóa đó, chúng ta sẽ xóa cái tài khoản admin của Google đi đó. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành đó. Và ở những cái bước tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức để mọi người có thể là xây dựng nội dung chuẩn SEO cho cái điểm map, cũng như là viết bài như thế nào cho nó chuẩn SEO, và cái tỷ lệ index lên top Google nó được cao. Thì về đây là Google sẽ cho chúng ta, các bạn có thể tự khám phá thêm ở trong cái phần này đó. Thế đây là cái vị trí vua điện máy, được chưa ạ? Đấy, tìm kiếm trên Google nó sẽ hiển thị như thế nào. Đấy, thì khi mà khách hàng search vua điện máy Nhật Linh thì nó sẽ ra này các bạn nhé. Đó, vua điện máy Nhật Linh, được chưa? Thì ngay lập tức thì sẽ nhìn thấy được cả cái phần thông tin, được chưa ạ? Đấy, về cơ bản thế nhá. Ở những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết hơn về cách thức mọi người để có thể đăng bài hay là những cái thao tác ở trong cái phần Google Business. Xin chào, cảm ơn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Hùng Banes để nhận thêm những cái video hữu ích về marketing, về phát triển bản thân và về cuộc sống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.